Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa và mưa nhỏ. Nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay toàn Bắc Bộ sẽ phổ biến thấp dưới 12 độ, vùng núi thì nhiệt độ thấp dưới mức 10 độ. Sang đến ngày mai, miền Bắc vẫn còn có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ vẫn chỉ từ 12 cho tới 14 độ, trời tiếp tục xảy ra rét hại trên diện rộng. Tuy nhiên, sang ngày mai, khối khí lạnh yếu đi hẳn, tình trạng rét hại sẽ giảm dần. Gió đông bắc của khối khí lạnh cũng tác động xuống các tỉnh miền Trung, mang mưa nhỏ rải rác cho khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An vẫn ở ngưỡng rét hại, với mức nhiệt trong đêm nay và ngày mai dao động từ 11 tới 15 độ. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình, nhiệt độ từ 13 tới 17 độ, trời rét đậm. Còn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ở ngưỡng trời rét, với mức nhiệt phổ biến dưới 20 độ. Ở phía nam của đèo Hải Vân, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, trời chỉ se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ. Các vùng Bình Định và Phú Yên nhiệt độ nhỉnh hơn trong khoảng 20 đến 24 độ. Còn Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn, dao động từ 26 đến 29 độ. Một chút tác động yếu của khối không khí lạnh phía Bắc làm cho khu vực Tây Nguyên trong đêm nay mây nhiều, ngày mai nắng yếu. Cùng với đó là một mức nhiệt mát mẻ từ 26 đến 29 độ trong ngày Chủ nhật. Còn với Nam Bộ nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt ngày mai cao từ 33 tới 35 độ, trời nắng nóng cục bộ ở khu vực miền Đông. Trên biển, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường, đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1m50 tới 3m khiến cho biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét khiến cho biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía đông huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3m50 khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.